Hương Vị Tình Thân đã kết thúc được một tháng. Phương Oanh, Mạnh Trường cùng dàn diễn viên đều đã có những dự án mới, kế hoạch cho năm 2022 và hoàn toàn xả vai. Trong khi Thu Quỳnh hay nghệ sĩ Quách Thu Phương, Tú Anh đã bắt đầu đóng phim thì Phương Oanh vẫn đang dành thời gian để nghỉ xả hơi, vì tính ra cô nàng cần phải lấy lại vóc dáng sau một năm đóng vai Phương Nam. Trước đó, để có một hình ảnh hoàn toàn khác biệt và phù hợp nhân vật trong kịch bản, nữ diễn viên chính của Hương Vị Tình Thân đã phải tăng cân, trái ngược nhân dáng ngoài đời. Tuy nhiên, Phương Oanh cũng đã hồi phục công lực phần nào, vì trong 2 tháng qua, nữ diễn viên thường xuyên update hình ảnh trên trang cá nhân của mình. Mà trong một tuần gần đây, Phương Oanh nghỉ xả hơi nhưng xả ảnh liên tục, ngày nào cũng có ảnh mới trên Facebook khiến dân tình phát mê. Phương Oanh ở hiện tại đã xinh lắm rồi. Trong hình ảnh vừa đăng, với mẫu áo xanh chuối sáng chói kết hợp quần và bốt trắng, mỹ nhân VTV đã khoe chân dài, dáng chuẩn khiến bao chị em phải suýt xoa. Nhìn kiểu này thì Phương Oanh chuẩn người mẫu. Trước đó, Phương Oanh thử sức với style quý phái, mang phong cách retro của thời trang châu Âu. Tính ra, Phương Oanh cần rất nhiều dạng concept trang phục, từ quyến rũ đến quý tộc, từ trẻ trung đến quý phái. Tổng thể trang phục được Phương Oanh lựa chọn hài hòa, điểm nhấn vào 2 tông màu đỏ đen. Đặc biệt, cô sử dụng chiếc tất đặc biệt để nhấn vào yếu tố quyến rũ, trong khi phần thân áo lại kín đáo, thuộc trường phái trên đông dưới hè nhưng vẫn rất hợp mắt. Đôi bút đỏ bóng loáng cũng là yếu tố lạ mắt để tăng thêm spotlight ấn tượng. Còn đây là yêu nữ hàng hiệu chính hiệu, khi mà Phương Oanh dát cả cây đồ hiệu trên người, từ áo đến chân váy, mắt kính đến thắt lưng. Chân váy dài, áo sơ mi trắng dài tay với nhiều họa tiết nhấn nhá phần thân áo. Nhưng nếu chú ý thì các bạn sẽ thấy Phương Oanh diện quần short bên trong để vẫn khoe được đôi chân dài ẩn đằng sau phần thân váy. Đúng là chiêu rất hay ho từ stylist. Người đẹp thì chụp ở đâu cũng đẹp, ví dụ như Phương Oanh vào thang máy pose dáng cũng tạo ra bức ảnh đầy khí chất. Cô kết hợp áo thun với mẫu áo vest, quần short, nhìn thì có vẻ trên đông dưới hè nhưng thực ra lại hợp mắt, khoe được dáng chuẩn chân dài của nữ diễn viên này. Hiện tại, Phương Oanh vẫn đang độc thân và cô vẫn vui vẻ với điều đó. Trong những bức ảnh chụp tại gia, Phương Oanh cũng khoe gương mặt thon gọn, khác hẳn với thời nam trong phim. Nhìn vào hình chụp cận mặt, hẳn ai cũng phát hiện làn da không tì vết của mỹ nhân màn ảnh nhỏ. Phương Oanh là một trong số ít người đẹp Việt chuộng style make-up đơn giản nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, cũng không tô son kẻ phấn đậm. Cũng nhờ thế mà nước da trắng và gương mặt thanh tú của Phương Oanh thêm phần nổi bật hơn hẳn. Còn nếu Phương Oanh chọn son đỏ đậm thì cũng là lúc cô chọn concept sắc sảo cá tính mạnh mẽ, váy đen để làm nổi bật màu son của mình. Có vẻ như Phương Oanh đã tràn đầy năng lượng, sẵn sàng để trở lại phim trường. Chúc Phương Oanh ngày càng trẻ đẹp, đầy năng lượng và có thêm nhiều dự án hấp dẫn phục vụ khán giả. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.